Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon siêu cấp. Và ở tập trước thì mình có tin rất là vui các bạn à. Đó chính là mình đã sở hữu được Pokemon sáng tạo đầu tiên. Mặc dù đây chỉ là dạng em bé thôi các bạn ơi, nhưng Giratina thì mình thấy cũng rất là mạnh nha. Và cực kỳ đáng yêu nữa. Hy vọng là sắp tới mình còn có thể tìm ra được nhiều Pokemon ở dạng baby siêu cute này ha. Còn trong ngày hôm nay thì nhiệm vụ chính của mình chắc sẽ là hoàn thành cái nhiệm vụ sao băng các bạn ơi. Trong thời gian giữa hai tập, mình đã đi săn thêm khá là nhiều Pokemon và từ đó gần xong được cái nhánh đánh bại Pokemon rồi nè. Giờ nhiệm vụ của mình chỉ là bắt thêm tầm 20 mấy Pokemon nữa thôi là chúng ta sẽ có thể trả được cái nhiệm vụ sao băng cực kỳ xịn này rồi. Ây da, tranh thủ mới được các bạn ơi. À mà khoan, trước khi đi thì đợi mình vô trong nhà. Mình lấy cái chuông cái đã. Hôm bữa mình đi khám phá, mình có lượm được một cái chuông. Đây nè, Chido Bell. Cái chuông này thì sẽ có xác suất để mình có thể triệu hồi ra được một Pokemon huyền thoại đó các bạn. Mặc dù Pokemon huyền thoại này thì mình đã sở hữu rồi các bạn ạ. Đó chính là Lugia các bạn ơi. Mình đã có Lugia ở dạng Fusion rồi. Tuy nhiên thì ở dạng bình thường thì mình chưa có, nên là mình cũng muốn sở hữu dạng bình thường luôn. Mình hơi tham lam một xíu và để coi nếu mà như vậy thì chắc mình phải trồng một cái cây á các bạn ơi. Mình sẽ trồng nó ngay đây luôn ha. Alright, tiếp theo là dùng bột xương và giúp cho cái cây này lớn lên. Rồi, bây giờ thì đặt cái chuông ngay vị trí này. Đẩy và chờ đợi thôi ha. Thường thì buổi sáng, chiều tối chứ. Là khoảng thời gian mà cái chuông này nó hay reo rồi nó phát sáng lên á. Hy vọng lúc đó mình trở về thì sẽ có tin vui ha. Rồi, còn bây giờ thì để mở màn thì đánh boss luôn các bạn ơi. Quay. Mình thấy ở đây có boss quay lo nè. Cấp độ hiếm thôi các bạn. Hôm bữa mình có combo chưa có được ra trận nhiều, mặc dù mới sở hữu viên đá Z á. Bây giờ cho combo ra trận luôn, sẵn tiện cày cấp cho em rồng này luôn các bạn ơi. Rồi, dùng tiệt kỹ Z nè. Tấn công nào combo. Trời ơi. Tiệt kỹ Z. Ui. Có vẻ là Wymer hơi căng các bạn ơi. Combo không có thể knock out được Wymer rồi. Nhưng mà tới lượt Rayquaza Necro thì có nha. Rồi, được thêm tí da đem về luôn. Còn một Pokemon nữa là xong cái nhánh đánh bại Pokemon rồi. Ok, lượm cái em tôm này luôn nha. Rồi, xong viên. Tiếp theo sẽ là bắt 21 Pokemon các bạn ơi. Để coi. Ê, hay là mình trở lại dùng sa mạc nhờ. Đúng. Các bạn biết sao mình muốn trở lại dùng sa mạc không? Bởi vì hiện tại mình đã có được 2 trong tổng số 3 Pokemon của bộ 3 thời tiết đó các bạn. Mình đã có được Kyurem, rồi có được Rayquaza rồi. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như hôm nay mình sở hữu thêm Raiden nữa. Vừa làm nhiệm vụ mà vừa bắt được huyền thoại trong bộ 3 thời tiết thì gọi là tuyệt là vời luôn các bạn ạ. hợp lý. Tranh thủ đi luôn các bạn ơi. Mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Trên đường đi thì mình gặp một cái công trình bỏ hoang các bạn ơi. Không biết trong này có Pokemon nấp bên trong không? Ôi, có rương. Không có Pokemon nhưng mà có rương các bạn ơi. Nó đóng màn nhện hết rồi. Nhưng mà nó được cái, nó cho mình cái rìu. Đúng lúc trên người mình không có cái rìu nữa hết các bạn. Mình xin luôn. Để coi phía bên ngoài còn gì khác không. Hình như hết rồi các bạn ơi. Trong này có đúng hai cái chỗ rương kia thôi á. Đây có em Pokemon gì nè. Rubbish. Đây là một Pokemon gì dán đi cute vậy. Em này hệ độc các bạn à. Hiện tại Pokemon hệ độc của mình rất là ít ha. Thôi được, bữa nay mình sẽ bắt thêm Pokemon hệ độc đi. Lỡ gặp em này rồi, cho em về đội luôn nào. On sweep trước nè. Ok. Ui, em tấn công lại kìa. Nhưng mà không đáng kể lắm ha. Rồi, chinh phục cái nhóc này luôn. Để coi, được hay không đây. Được luôn các bạn ơi. Nói chung thì nhóc đó có vẻ là khá là dễ bắt á. Trong này còn Pokemon nào khác không? Có vẻ là không rồi. Ui, mới nói bữa nay bắt thêm Pokemon hệ độc thì mình gặp thêm Goffin các bạn ơi. Một Pokemon hệ độc khác. Được ấy chứ, bắt em luôn. Rồi, on sweep nè.
rất là tốt luôn nha. Ehe, góp phiền chịu về đợi mình hay không đây. Một quả Ultra Ball thử ha. Oh, có vẻ là được luôn các bạn ơi. Wow, nói chung mấy Pokemon ở vùng đầm lầy này mình đánh giá là tương đối dễ chinh phục nha. Rồi, gắn XP share vô cho hai cái nhóc này nè. Ý, phía đằng kia mình còn thấy một Pokemon gì đó. Ui, bữa giờ mình như mình chưa gặp các bạn à. Swalot. À, lại là một Pokemon thầy độc nữa nè. Đây rồi, đây rồi. Bữa nay là mình sẽ cho Seesaw làm việc hết công suất luôn ha. Phone sweep liên tục luôn nè. Đấy, sau đó thì bắt luôn Swalot thôi. Ultra Ball. Để coi, để coi. Mình đoán là sẽ được từ quả đầu tiên đó các bạn à. Ê, ôi, mình đoán sai rồi. Ui, đây là Pokemon đầu tiên mình phải tốn tới lượt thứ hai nha. Ây da. Và để coi nào, ở lượt thứ hai này thì thành công rồi. Ồ, ở đây rồi. Cúp phim vừa về đội đã đủ cấp tiến hóa rồi kìa các bạn. Ây, một công đôi chuyện luôn nha. Rồi rồi, và chuẩn bị. Bây giờ, ây da, bây giờ mình bị bắn rồi. Ui, trời ui. Ừ, hên quá. Weezing đỡ đạn cho mình. Coi kìa, con xương bắn không được các bạn. Trời ơi, con xương vô duyên, vô văn quá. Kỳ cục kẹo. Rồi rồi rồi, Weezing lại đây. Wow, bây giờ em bự hơn rồi các bạn. Và ôi, cái nhóc này còn khiêu chiến với mình nữa. Rosie. À, tiếp tục tung Ultra Ball nè. Ê, tính ra mình ở một đêm ở cái vùng này thôi, chắc mình làm xong cái nhánh bắt 21 Pokemon luôn á các bạn. Nãy giờ mình bắt hơi bị nhiều nha. Đây nè, ok, còn 17 Pokemon nữa thôi. Và nhóc vừa rồi sẽ là một Pokemon mang này siêu linh ha. Alright. Tuy nhiên thì trong 17 Pokemon này thì mình muốn có một Pokemon nào đó kiểu thuộc hàng khủng á các bạn. Ừ, huyền thoại các thứ đồ ha. Thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều á. Hả? À, kia là... Oh my god. Sao giống... Spectre... Ui, đây là boss à. Hèn gì thấy bự dữ. Rồi. Đây là Spectre nhưng mà ở hình dạng Fusion các bạn ơi. Why? Ui, nhưng mà đây là dạng kết hợp với Pokemon gì ta? Oh. Nhìn cao ráo và trông cũng khá là chất á. Wow. Spectre là một Pokemon mang hệ ma các bạn ơi. Ừ, nếu mà may mắn là mình có thể gặp được vùng này nè. Nhưng mà đây là dạng boss rồi. Hey. Để coi coi. Ồ, oh. Đội hình hiện tại của mình thì vẫn ổn nha các bạn ơi. Ê, chưa chưa, mình địch cho Weezing vô một xíu nè. Mình thêm Tyranitar chắn. Bữa giờ ít khi Tyranitar ra trận lắm. Ok, được được được. Đầu tiên, mình sẽ cho Giratina Baby của mình ra trận trước các bạn ơi. Ê, nhưng mà đây là boss cấp Legendary nên là cũng hơi căng đấy. Ui, thiệt. Knock out Giratina Baby của mình rồi, chưa kịp tấn công gì hết. Tiếp theo là tới Tyranitar của mình. Oh, để xem, Mega lên rồi tấn công một cái nào. Liệu rằng có thể chống lại một hit của Spectre Legendary Fusion này hay không? Để coi. Ui, may quá. Trời, còn 10 máu thôi, phản đam. Ây, chỉ kéo được đâu đó cỡ hơn nửa cây máu thôi các bạn ơi. Thôi xong rồi. Sức mạnh của Spectre là áp đảo luôn á. Wow. Seesaw thì sao? Bullet Punch. Rồi luôn, thôi xong rồi. có điểm các bạn ơi. Có vẻ là chiến này ăn hành ngập mặt rồi. Raco Meteor. Cũng không gây được bao nhiêu đam á. Rồi luôn. Để coi tới lượt Staka thì sao. Ây da. Kết quả là vẫn bị boss knock out các bạn ơi. Uầy. Không nhận Spectre mạnh ác thì cơ. Không được không được, phải bổ sung thêm nhân lực các bạn ơi. Bữa giờ mình thấy Pikachu gánh tem cho mình hơi bị nhiều luôn các bạn à. Để xem. Ui. Ui, lần này có lẽ nào Pikachu lại gánh tem tiếp chăng. Ui. Ây da. Không ổn rồi. Thunder lại nào. Đấy nè. Wow. Pikachu làm tốt lắm rồi các bạn.
em cứu rỉa được cỡ 35% máu. Wow, đã vậy còn gây tê liệt cho Spectral Fusion nữa. Hợp lý. Bay tấn công nào. Đúng rồi, cơ hội, cơ hội. Nhờ cái sự tê liệt của Pikachu gây ra mà. Yes, nice, chúng ta đã giành chiến thắng trước Spectral Fusion rồi. Quá đã luôn. Được kẹo các thứ đâu nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ây da, bữa giờ mình thấy Pikachu làm rất là tốt các bạn ạ. Hy vọng là sắp tới mình sẽ nhanh chóng tìm được bạn đời cho cái nhóc Pikachu Unite này hết các bạn. Rồi, giờ thì... Ôi trời, mình đánh từ sáng cho tới... Ôi lộc, mình đánh từ tối cho tới tối luôn rồi đó. Thiệt tình luôn á, mà chưa tới cái vùng sa mạc nữa. Sớm giờ mãi cái vùng này hoài. Thôi tranh thủ tới vùng sa mạc nè. Ê, đằng kia có cái đen nữa kìa. Ừ, qua đó coi thử coi. Ồ, ở đây còn có cái Pokeloot nữa. Lắm. Được. Một cái Quick Power. À, cái này gắn vô người của Ditto các bạn. Ok. Ê, đằng kia có một em Pokemon hệ rộng kìa. À, bữa giờ mình chưa gặp em này. Đây là Drudigon các bạn. Uầy, một em thuần hệ rộng luôn á. Được nha, được nha. Em hệ rộng hả? Kêu chiến với em nào. Siso. Hợp lý, hợp lý. Hornsweep cá nhẹ nè. Khá ngon, khá ngon. Rồi, rồi, rồi. Sau đó thì tung bóng chứa để... Ôi trời, em tăng chi số cơ. Không, anh không cho cưng đánh đâu. Anh bắt cưng luôn. Không thôi, em phản đòn lại là mệt đó các bạn. Và để coi coi, có vẻ là... Được luôn. Nice. Còn 15 Pokemon cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ sao ăn rồi các bạn ơi. Ừ, hình như bữa giờ mình chưa có bắt Ditto đúng không ta? Ôi lộn, cái thanh niên gì nè? Cái gì? Geodude. Ừ, hình như bây giờ mình chưa bắt Geodude các bạn ơi. Thôi được. Lúc đầu mình cay Geodude lắm các bạn. Tại vì ăn hiếp mình á, chặn đường mình. Giai đoạn mà mình khó khăn nhất. Nhưng mà bây giờ thì mình đỡ khó khăn hơn rồi. Mình xí xó cái ăn quán cũ đi ha. Hốt ẻm về đội luôn coi. Rồi, tôm một cái Ultra Ball nè. Thôi nha, chuyện cũ mình bỏ qua nha. Về đội tôi đi. Được không? Ồ, có vẻ được luôn. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Zubat cũng là một Pokemon mình hay gặp nữa. Thế nên là bắt em luôn đi các bạn. Để coi coi. Rất là nhanh á. Nói chung thì những Pokemon mà bình thường mình hay gặp á, hầu như là chúng ta có tỷ lệ bắt rất là cao luôn á các bạn ơi. Hế? Lại thêm một nhóc Rudigan khiêu chiến mình nữa, trời ơi. Thôi được. Để coi em này giới tính gì ha. Hình như giới tính Ê, hình như em này là giới tính cái các bạn ơi. Oh, ngon đó chứ. Để mình bắt thử. Hồi nãy mình quên để ý em Rudigan kia là giới tính gì nữa. Nếu mà được thì sẽ được một cặp luôn thì cũng tuyệt vời đấy. Ui, nhóc này có vẻ là khó tính hơn Rudigan hồi nãy nha. Một quả Ultra Ball không được, phải cần tới quả thứ hai đây. Xem coi. Được không? Ui, không được luôn kìa. Trời ơi, hình như kỳ ta. Lọc một bóng đâu rồi? Sao giờ lọc 3-4 bóng vậy? Bữa nay mà tính đổi biệt danh thành lọc một bóng rồi đó. Tức là tung một bóng là lụm á các bạn. Nhưng mà giờ chắc đổi thành lọc nhiều bóng rồi. Quả này, mình đang có niềm tin nha. Được không? Ui, vẫn không được. Bộ em có hiềm khích gì với mình hay sao thôi. À đây rồi, đây rồi. Cuối cùng em cũng chịu về đội các bạn ơi. Và cũng đã tới lúc để Trubbish tiến hóa rồi các bạn. Nice. Bây giờ em sẽ còn cứu teo. Chuẩn bị mà nè. Wow, trời ơi, em trở thành Gabardine các bạn ơi. À, có em kìa. Tóc thắt bính đồ các thứ. Coi cái găng em kìa. Ôi, mình có thể cưỡi em được luôn. Wow, trận đấu đầu tiên của Gabardine luôn nè. Cho em ra trận đi. Ui, chưa gì là Lavita tấn công em rồi. Ây da, tấn công bằng kỹ năng gây độc nè. Đó, dính độc nha, dính độc nha. Ui, nhưng mà giật máu không nhiều lắm các bạn, một lần có 5% máu mà. Thôi, chắc dùng take down là hiệu quả nhất. Ok. Vậy đi cho nhanh á. Được ngọc lục bảo từ Lavita. Ui, Rudigan hồi nãy mình là giới tính đực. Nhóc vừa rồi là giới tính cái. Why? Vậy là mình được một cặp rồng luôn các bạn ơi. Quá đã luôn. Cặp đôi đầu tiên trong cái máy tính của mình nha. Ừ, nhưng mà hình như Pokemon hệ thường của mình hơi ít đó các bạn ơi. Bữa giờ hình như mình chỉ mới có Snorlax là hệ thường thôi.
Ừ còn em nào nữa không ta? Mình không nhớ rõ nữa. Nhưng mà nói chung là ít lắm. Nên là ok, nhân lúc ở cái vùng đồng bằng mình đi ngang nè, mình thấy có em Châu có tên là Taurus các bạn ơi. Ừ, hay là chúng ta sẽ chinh phục ẻm về đội ha. Con suy ẻm cái. Ok, sau đó thì tung một cái quả Ultra Ball và bắt ẻm thôi. Mình tên là một quả là được các bạn ơi. Yeah, chính xác là như vậy. Đây rồi, lọc một bóng trở lại, lọc một bóng trở lại. Ở đây có Pokélut. Gắn cho em trao luôn đi. Em mới về đội nè. Và bên này là trainer hả? Đúng không? Ừ đúng rồi, một bạn nữ trainer. Ý em chuột. Ôi chuột đồng các bạn ơi. À hay thương hay thương. Hình như mình cầu gì là được nãy sao á. Hồi nãy mình nói ít Pokemon hệ độc, gặp Pokemon hệ độc liên tục các bạn. Bây giờ nói cần Pokemon hệ thường á, là gặp Pokemon hệ thường liên tục luôn á. Ủa cái gì? Ê, Ủa mình đang đánh nhau với Eken nữa. Em rắn. Ủa trời ơi, lượm gao gấp thịt rồi. Ủa mình tính bắt em chuột rồi mà. Ở trời. Ảo thật đấy. Đây nè, giờ mới tới lượt em chuột á. Vậy là chiều nay có chuột đồng với rắn đồng ăn rồi các bạn. Ủa lộn 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 à, có thêm mấy người bạn chuột với rắn chứ lộn. Ảo ảo ảo. Ui mình cũng hết Ultra Ball rồi. Trời ơi, dùng đỡ Whip Ball đi được không? Ôi dùng đỡ Whip Ball vẫn được luôn. Ấy không được. Đây rồi, sau khi không còn la cà nữa thì cuối cùng mình cũng đã tới được cái vùng sa mạc. Ồ, lại thêm một em rắn nữa. Ồ, đây là Sea Viper. À, em rắn này có vẻ còn dữ dằn hơn cả là em Eken hồi nãy mình mới bắt nữa. Được nha, được nha. Ui, mình có cái này. Mình bắt luôn em này luôn các bạn ơi. Mười mốt biết đâu mình làm luôn cả một cái đội hình Pokemon hệ rắn thì sao? Ừ, nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Ơ nhưng mà mình hết Ultra Ball mất tiêu rồi các bạn à. Ây da, vậy thì hơi khó ha. Chắc một xíu về nhà mình phải làm thêm Ultra Ball thôi. Tại hôm bữa mình bắt Giratina quá trời Ultra Ball mà đâu có được đâu. Đâm ra thiếu Ultra Ball mất tiêu rồi. Tính ra là chưa tới nơi nữa là mắc bay về rồi các bạn. Tại hết Ultra Ball mất tiêu rồi. Chiến này là làm thật nhiều luôn nha. Đâu đó tầm 2 stack máy đi. Như vậy thì may ra mới đủ dùng trong vài ngày sắp tới các bạn à. Rồi, đưa vô hệ thống chế tạo bóng chứa của mình và cho nó đập thôi. Trong lúc chờ đợi thì chắc là mình sẽ cày nhiệm vụ tiếp các bạn. Mình sẽ cày nhiệm vụ một cách công nghiệp ha. Đó chính là mình sẽ bắt những em Pokemon nào mà ở dưới nước. Tại mình còn dư rất là nhiều Deep Ball bữa giờ ít khi dùng lắm các bạn ơi. Đây, Magikarp nè. Hợp lý. Tùng Deep Ball luôn. À, lọc một bóng chuyển sang lọc công nghiệp rồi. Và được lắm kìa. Ui da, bây giờ là mình chuyển sang người chơi hệ cá cảnh rồi đó. Ok, tiếp tục nào. Trời ơi, đằng kia còn quá trời Magikarp kìa các bạn. Tùng Deep Ball nào. Còn mở được cái thành tựu nữa chứ. Trời ơi, 10 Pokemon hệ nước. Mình bắt được rồi đó các bạn à. Chắc một xíu nữa là thành 18 đó. Tại vì mình còn 8 Pokemon nữa mới hoàn thành cái nhiệm vụ sao băng ấy. Ừ, các bạn thông cảm cho mình nha. Tại giờ mình hết Ultra Ball nên mình mới dùng cách công nghiệp này thôi. Các bạn thông cảm cho Lộc nha. Tại hết Ultra Ball bằng cùng sinh ra là xài Deep Ball á. Chứ mình cũng không muốn công nghiệp như vậy đâu. Ê, ui trong lúc mình công nghiệp thì, ôi trời ơi, còn xuất hiện Gigadot Bot kế bên á. Ây da, mình còn bó, 3 Pokemon nữa các bạn ơi. Chắc mình sẽ hoàn thành bộ sưu tập Magikarp của mình quá. Nhưng mà khoan, tạm thời boss thì mình có thể lượn qua được ha. Nhưng mà ở đằng này mình thấy có cái em hôm bữa mình gặp ngay cái chỗ Mewtwo Thánh Kiếm luôn các bạn. Đây nè, em này có tên là Noivern. Chính xác. Hình như em này cũng mang hệ rồng nữa các bạn ơi. Được nha, mình sẽ dùng Scizor để chúng ta cấu rỉa máu của Noivern ha. Hoài em này có màu đen huyền trông rất là đẹp luôn á. Con sweep nè. Đó, ngon ngon ngon. Vậy là Lộc bớt công nghiệp rồi. Không thôi là xong bữa nay là Lộc bị đột. Ôi mà quên, mình làm gì còn Ultra Ball ta. Thôi dùng Dust Ball đỡ đi. Giờ đang trời tối nè. Hên đó trời, ngay lúc trời tối chứ không thôi không biết sao bắt em này luôn á. Đây nè. À thử đâu cả mười mấy lần các bạn. Thì cuối cùng em cũng chịu về đội. Và đây cũng là Pokemon hệ bay thứ 10 của mình luôn.
Quá đã. Tạm thời mình sẽ đưa Noivern qua bên đây một xíu để chúng ta tiếp tục cái bộ sưu tập Marky Cup của mình. Còn 2 Marky Cup nữa thôi các bạn ơi là xong bộ sưu tập của mình rồi đó. Nè. Và kia kìa, nó đã hiện lên thông báo rồi các bạn ơi. Ngôi sao rơi cảm thấy ấm áp khi chạm vào. Chúng ta sắp có thể trở lại và nói chuyện với giáo sư rồi. Alright, alright. Và coi coi. Ta-da. Các bạn thấy bộ sưu tập Magic Cup của mình như thế nào? Sau này tầm cỡ nó chắc sẽ là đầy một cái trang máy tính luôn đó các bạn à. Tạm thời là chỉ với 6 nhóc như vậy thôi ha. À, mà để mình đưa Noivern ra ngoài coi thử coi. Coi coi Noivern đây là dạng gì ha. Nãy giờ mình chưa có tìm hiểu nữa. Bình thường Noivern sẽ có màu giống như vậy nè. À, rồng bay ha. Nhưng mà Noivern của mình là Noivern Cyber, cũng là rồng bay luôn. Wow. Chỉ có điều là hình dạng giống như là máy móc hơn á các bạn. Mình để ý cái phần đuôi á nè. Nó có những cái chi tiết giống như là cái đuôi máy móc gì đó. Wow. Cũng được ấy chứ. Ủa, ôi trời. Khoan khoan, ủa sao tự nhiên nó dừng vậy ta? Ủa, ôi mà giờ mới để ý ta. Ở đây nó bị thiếu hết một máy các bạn ơi. Ôi trời ơi. Lọc ẩu thì có chứ. Mấy cái nắp nó cũng đã đạp xong hết rồi nè các bạn. Mình sẽ chế tạo thành những cái quả bóng Ultra Ball hoàn chỉnh ha. Ok, đâu đó cỡ 2 stack rồi đó. Thoải mái mà dùng trong ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chắc là mình sẽ chưa vội trở lại cái vùng sa mạc đâu các bạn. Mà mình sẽ bay thẳng tới cái chỗ của giáo sư cái đã. Bởi vì nhiệm vụ sao băng của chúng ta đã hoàn thành xong rồi các bạn ơi. Yes, cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Đây rồi, giáo sư. Ui, giáo sư đứng trước cả. Ui, tính ra giáo sư giả vờ làm ha lễ tân của cái chòi quán luôn á mấy ác. Ai, đừng khinh thường nha. Hảo thật đấy. Rồi, nói chuyện với giáo sư cái nè. Đây là giáo sư Ethan á. Thật thú vị, có vẻ như bây giờ nó muốn thấy bạn đối mặt với nhiều thử thách hơn. Hãy thử chiến đấu với các huấn luyện viên khác. Được rồi, tôi sẽ làm. Ủa, ôi trời. À, vẫn chưa nữa các bạn ơi. Đây chỉ mới là cái bước đầu thôi. Đây, tiếp theo thì mình cần phải đánh bại 32 trainer nữa. Ui dồi, tưởng đâu là dễ nhưng mà không các bạn ơi, không dễ đâu. Giáo sư Ethan lại kêu mình đi làm nhiệm vụ nữa rồi. Đây là ai đây? Ồ, có trainer luôn nè. Ê, hợp lý. Cho Noivern mới về đội của mình ra trận luôn á. À ha, xem nào. Ui dồi, Toxic Rock. Căng vậy, nhưng mà không sao. Noivern làm được các bạn ơi. Tiếp tục nè. Thêm một đoạn nữa. Vậy, 31 trainer còn lại thôi. Alright. Ui, ở đây có em Pokemon nảy lá. Bayleaf các bạn ơi. Nhóc Bayleaf này còn có thể tiến hóa về sau nữa. Thôi được. Mình sẽ bắt em về đội luôn ha. On Sweep nè. Mới có Ultra Ball rồi nên là tụm Ultra Ball mà bắt rồi các bạn ơi. Ui được luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Hả? Gần đây có một cái đen xuất hiện Tornadus các bạn ơi. Ở ngay cái vùng đồng bằng luôn. Ở đây chăng? What? Không phải. Oh. Tìm cái đen nó lẻ các bạn ơi. Wow. Một huyền thoại xuất hiện trong một cái đen. Nhưng mà gần đây có đúng cái đen kia là phát sáng mà. Ý. Biếp rồi. Làm gì có cái đen nào khác ở đây đâu. Nice. Ok, ở đây gặp Water Trainer nè. Chúng ta sẽ chiến đấu nhanh để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ha. Trời, em bo. Wow, lâu rồi mới gặp cái em heo lửa này. Rồi, xong phim. Rất là nhanh thôi. Chúng ta đã thắng thêm một trainer nữa. Ở đây nữa các bạn ơi. Thôi lỡ rồi, hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ sao băng này. Rồi mới đi qua cái vùng sa mạc và săn tìm Raiden huyền thoại ha. Đây. Chắc chắn đây là trainer rồi đúng không? Ý, chuẩn. Đây cũng là trainer cuối cùng mà mình cần làm trong cái nhiệm vụ lần đây. Kèo này thì Rayquaza sẽ đánh nhanh thắng nhanh ha. Ok. Đối thủ cuối cùng chắc sẽ là Houndoom các bạn ạ.
Úi, vẫn còn à. Oh, nu mèo. Ở được. Ôi, hết rồi. Raccoon Meteor hết dùng được rồi các bạn. Không sao. Hurricane. Động pin. Và chúng ta đã có thể tiếp tục trở về làng và nói chuyện với giáo sư. Ủa lộn, trở về hội quán chứ. Kế bên luôn các bạn ơi. Quá là tiện luôn. Rồi rồi, để coi giáo sư còn đài mình làm cái gì khác hay không ha. Ôi trời trời, tí nữa thì... Rồi, giáo sư Ethan lại nói... Điều này thật là phi thường của cậu đây. Một chiếc vòng Dynamite. Wow, cái này cho phép bạn truyền cho Pokemon của mình sức mạnh to lớn trong thời gian ngắn. Thank you, thank you. Ủa là đưa rồi đó hả? Ủa đây là vòng Mega mà. Ủa vòng Dynamite. À đây đây đây, vòng Dynamite này các bạn. Gắn vô. Ủa là gắn chưa? Hả? À có vẻ là cái áo nó che các bạn ơi. À đây nè. Yay, mình đã có cái vòng Dynamite trên tay rồi các bạn. Wow. Uầy, mình muốn thử quá à. Ê, và lúc trước mình có nhắc tới một cái ý tưởng. Đó chính là Dynamite cho Pokemon bự nhất trong đội hình của mình á. Ê, không biết các bạn nào còn nhớ Pokemon đó không ta? Ôi trời. À, Eken dám cà khịa à. Dynamite lên nào, Giratina. Ý. Nó. Bự hơn được một chút xíu. Baby vẫn là baby các bạn ơi. Oh no. Nhưng mà thôi kệ, bự hơn được xíu cũng đỡ ha. Và người bạn to xác mà mình nói, đó chính là Snorlax Unite các bạn à. Wow, bình thường đã to như vậy rồi, Dynamax lên mình không biết to cỡ nào nữa các bạn ơi. To mò thiệt. Rồi, tới lúc đưa Snorlax vô trong máy tính lại rồi nè. Đây đây, chỗ này góc có vẻ rộng hơn nè. Mình Dynamax lên cho các bạn xem nhé. Rồi. Ý. Các bạn coi. Tính tầng ơi, mình zoom ra xa hết cỏ rồi đó các bạn, mà vẫn không quan sát được hết Snorlax Unite của chúng ta. Ôi kìa, cái chân rộng từ bên kia qua tới bên đây luôn. Vẫn hên máy của mình vẫn chịu nổi các bạn. Thiệt tình á. Trời đất ơi, quá bá đạo cho Snorlax rồi. Nhưng mà thôi, cái này mình nghĩ là chúng ta không nên test quá nhiều lần các bạn à. Tránh trường hợp cái máy của mình nó bốc khói á. Rồi, để Snorlax vô trong lại. Sau đó chúng ta để em đứng ở đây tiếp ha. Lúc nào cũng nhìn về hướng căn cứ của mình để búp nhân phẩm cho mình. Vậy đi. Ui. Ui. Ui, cái chuông reo rồi các bạn ơi. Ui, cái chuông hồi sớm mình đặt nó reo rồi. Ồ. Ví dụ mình ngủ một giấc sáng dậy thì sao ta? Ê, thử ấy. Hy vọng điều kỳ tích sẽ xuất hiện á. Ok, sáng rồi. Xuất hiện đi. Mình sẽ áp ca đây thêm một lúc á. Coi có gì bất ngờ hay không. Ồ, có vẻ là không thành công rồi các bạn ơi. Ừ, ví dụ mà thành công á, là những tia sáng từ cái chuông này phát ra, nó sẽ rất là sáng chói luôn á. Ừ, con này nó sáng mờ mờ. Ê, có vẻ nhân phẩm của mình vẫn chưa đủ rồi. Thôi, chắc là chúng ta đành phải tới dùng sa mạc thiệt rồi đó. Nhiệm vụ sao băng chúng ta đã hoàn thành rồi. Tiếp theo sẽ là thử thách tìm Raiden. Hy vọng là chúng ta có thể làm được ha. Ở lần trước thì chúng ta đã thất bại rồi. Ê. Ôi trời, đã hơn 5 ngày mình đi tìm Raiden nhưng mà không có tiến triển gì các bạn à. Nhưng mà ở đây mình lại gặp được một Pokemon mới nè. What? Sao giống Salamence vậy? Ui chuẩn luôn, đây là Salamence các bạn ơi. Nhưng mà uầy, có tên là Rogging Moon. Một hình dạng rất là đẹp luôn các bạn à. Wow, phải đưa Salamence ra đương đầu với nhóc này mới được. Ok ok. Ở dạng Salamence Fusion với dạng Salamence mới này, các bạn ấn tượng với dạng nào không? Ôi kìa, đôi cánh này đẹp thì chứ. Thôi được rồi. Mà khoan từ từ. Tấn công nhẹ nhẹ trước các bạn ơi. Cấu rỉa máu để chúng ta còn bắt em này nữa. Quay. Hay là thử Dynamax cái nhờ. Thử cái. Dynamax lên nè. Salamence Dynamax lên cũng to lắm các bạn ơi. Wow, lượng máu tăng vượt trội luôn.
Ok, cấu rỉa cũng rất là thốn nha. Rogin Moon có vẻ là tấn công không thấm nổi Salaman đâu. Rồi rồi, lợi thế đã có rồi các bạn. Rồi, đồng thời thì Dynamax cũng đã kết thúc rồi. Đã tới lúc để chúng ta tùng bóng chứa và bắt Rogin Moon thôi. Để xem. Ui dạ, có vẻ là Heavy Ball không hiệu quả lắm trong việc bắt cái em rồng này rồi. Ừ ha, chắc là mình phải đổi bóng chứa quá. Mình sẽ thử đổi sang Ultra Ball chẳng hạn. Ừ, để xem coi được hay không. Ô, oh. Hả? Mới đổi sang Ultra Ball một cái được luôn các bạn ơi. Wow, mình còn mở được cái thành tựu gì kìa. Bắt giữ Strike Form. Hả? Có cái thành tựu riêng khi mà bắt được cái em Salaman này luôn á. Wow, các bạn thấy em Salaman này có ngầu không? Mình thì thấy em cực kỳ ngầu luôn các bạn ơi. Có tuyệt chiêu nữa hả? Đâu mình leo lên nè. Fly, tuyệt chiêu của em là Fly các bạn. Mà Fly kiểu gì đây? Ở khi cưỡi em coi. Cưỡi em này trông cũng rất là đã nữa. Thích nha. Bộ kỹ năng của Salaman này thì hiện tại có một kỹ năng hệ rồng và một kỹ năng hệ bay á. Chắc là sắp tới phải luyện cấp thêm cho nhóc này mới được. Còn về tình hình tìm kiếm Raoden của mình thì vẫn không có tiến triển gì luôn á. Hay lúc trước tìm Rayquaza đã khó rồi, bây giờ tìm Raoden mình nghĩ còn khó hơn nữa các bạn. Mình cũng hay qua vùng sa mạc mà, có bao giờ lụm được đâu. Ủa, có bao giờ tìm thấy Raoden đâu. Sukana luôn. Nhưng mà mình sẽ thử kiên trì ở cái vùng sa mạc này thêm vài ngày nữa các bạn. Tại sao đó không phải là Raoden hàng real nhờ, mà lại là boss. Công tình tìm kiếm coi như đổ sông đổ biển rồi. Bữa nay mình mới sở hữu giọng Dynamax các bạn, nên là mình sẽ thử cho những người bạn Pokemon của mình ra chọn đấu với Raoden luôn. Và sẽ hội đồng thời sử dụng cả Dynamax nữa. Ok, Dynamax thành công rồi. Giratina cũng chống cự các thứ đâu nè. Ây da, ôi Raoden tấn công lại. Nhưng mà không sao, Giratina cũng không có nhùng các bạn à. Ok, chịu được 3 hit của Raoden rồi. Đánh đòn cái nữa nè. Ây, căng rồi. Liệu rằng Shadow Fort đấu thêm được một ít máu nữa. Ây, Giratina Baby đã làm hết sức rồi các bạn à. Tiếp theo mình sẽ thử cho người bạn rồng mới về đội luôn á. Ra trận các bạn, xem thử nào. Ây da, trời, chưa kịp tấn công nữa. Căng rồi các bạn ơi. Hình như nãy giờ chỉ có Giratina Baby là chống chịu nổi thôi á. Chiến này thì hơi khó rồi. Ui, chưa đâu, mình vẫn còn nhân tố bí ẩn Torterra Fusion các bạn ơi. Uầy, giáp lá cà với Raoden luôn. Ừ, solo động đất các bạn. Để coi, một đòn động đất nữa. Ui, 3.5% máu. Cố lên Torterra. Ừ, vậy là knock out nè. Yes, vẫn kịp các bạn ơi. Wow, tưởng đâu là thua rồi nhưng mà không. Với sự gánh tem của Torterra cũng như là màn có rỉa máu rất tốt của Giratina thì chúng ta vẫn giành chiến thắng trước Raoden Boss các bạn ơi. Thế nhưng thử thách bắt Raoden của mình vẫn chưa có thực hiện được ha. Gì đâu mà hiếm gặp dữ không biết nữa. Trời đất ơi. Ê, đây nè. Ủa sao không có thông báo ta. Nice, cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được Raoden các bạn ơi. Tưởng đâu là không tìm được Raoden luôn rồi chứ. Bây giờ để mình cho em rồng mới về đội thách đấu Raoden luôn ha. Sau đó rồi chúng ta mới chinh phục Raoden nhé các bạn. Ok, đề ba trước nè. Ui dồi, cấu rỉa máu rất là tốt luôn. Wow, và Dynamax lên cho cái em Rogin Moon á, cực kỳ chất hết các bạn. Cái cánh cơ. Rồi, bây giờ thì với Raoden mình sẽ tôm một quả Heavy Ball. Và để xem coi Heavy Ball. Ui, ôi suýt nữa thì được các bạn ơi. Nhưng mà không sao, lần đầu thất bại nhưng mà lần hai thì chưa chắc đâu nha. Thử lại thêm một lần nữa. Heavy Ball. Ui da, càng 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 càng
Rào đành đang búp chỉ số lên rồi. Phải nhanh chóng chinh phục em thôi. Lần thứ ba. Ui. Trời, Rào đành còn ngủ để hồi phục máu nữa kìa. Ây da, phải tấn công Rào đành lẹ thôi. Trước khi Rào đành thức giấc rồi phản đòn á. Hơi thở rộng. Ok, cậu rỉa máu rất tốt rồi. Vẫn là Heavy Ball. Tính ra lúc đầu mình làm Heavy Ball là để dành mình bắt Rào đành đồ các thứ á các bạn à. Mà bây giờ mới có dịp sử dụng nè. Yêu. Nữa lại hồi phục nữa. Rào đành khó chịu vậy. Ây da, chiến thuật ngủ để dưỡng sức này là hơi bị bá đạo nha. Lần này thì Salaman lại có rỉa máu của Rào đành rất là tốt. Tiếp tục là Heavy Ball. Đây là lần thử thứ mấy mình cũng không nhớ nữa. Ôi trời, bắt đầu phản đòn nhưng mà không sao. Có vẻ là Rogin Moon chống chịu trước Rào đành cũng rất tốt nha. Và đây rồi. Đấy rồi. Ui. À, liên tục thất bại các bạn ơi. Kế bên còn có nhóc Aron kết hợp với Charizard cực ngầu kìa các bạn. Wow wow wow. Ở đây thì yay. Thành công rồi. Yes. Mình đã bắt được Rào đành rồi các bạn ơi. Mở được cái thành tựu Rào Smasher. Đây là thành tựu chỉ có được khi mà chúng ta bắt được Rào đành á. Way. Vậy là chính thức mình đã có được bộ ba thời tiết rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Ok, mình sẽ đưa bộ ba thời tiết ra ha. Gồm có Kyore nè, Rayquaza nè, và không thể thiếu đó chính là Rào đành mới về đội. Vì mà nhóc này thì mình sẽ đưa ai ta? Rào đành chắc. Nhóc này cũng cấp 70 chứ không phải dạng vừa đâu á. Ok, nhưng mà làm sao? Thành viên mới về đội Rào đành sẽ đương đầu với Aron Fusion á. Ây da, chưa gì mà đã lụm nhỏ anh khúc máu rồi. Dynamax lên cái nhá. Dùng đòn nào vậy nhờ? Có ổn không ta? 70 với 70 chắc không knock out đâu nhờ. Ok. Dynamax lên cho Rào đành rồi. Đại đại đại, Rào đành phản đàm các bạn ơi. Ôi kìa, hai Pokemon ngầu đang đương đầu với nhau. Ủa da, nhưng mà Aron có vẻ rất là nhanh nhẹn các bạn ơi. Ừ, đánh trước không à. Nhưng mà không sao, Rào đành cũng có rỉa máu rất là tốt rồi. Và với Aron Fusion, mình sẽ tiếp tục tung Heavy Ball ha. Để coi. Ôi dồi trời. Xíu nữa thì được. Không sao không sao. Với Rào đành, mình có tuyệt chiêu ngủ để hồi máu mà sợ vậy. Chuẩn bị nè. Yes. Đó. Khó chịu liền nha. Tuyệt chiêu này mình thích đó. Để dành đi làm tăng cơ và tung bóng chứa rất là hợp lý các bạn ơi. Heavy Ball. Ui, xíu nữa thì được. Ok, hôm nay mình sẽ cho Heavy Ball tỏa sáng nha. Từ ba mới được. Để coi Heavy Ball có bắt được Aron Fusion không. Mình đoán là được á các bạn à. Tại mình thấy Aron cũng bự quá nè. Chắc là cũng không phải là Pokemon nhẹ ký đâu. Thuộc hạng nặng đó. Ừ, nên là Heavy Ball hãy phát huy công dụng đi. Mình còn cỡ 40 mấy quả mà các bạn. Chẳng lẽ mình xui tới mức vậy sao? Không tới nổi nào đâu. Hôm nay mình cũng hên á. Mà không biết tới khúc hên chứ nữa. Nãy giờ thấy chật lớp hoài à. Oh no. Ê, tới khúc hên rồi. Yeah. Nice. Quá đã luôn các bạn ơi. Trời, bữa giờ tìm không gặp, bữa nay gặp xong rồi còn gặp thêm một Pokemon cực ngầu khác nữa chứ. Hôm nay là ngày siêu cấp may mắn của mình rồi. Lại thêm một Pokemon Fusion nữa về đội các bạn ơi. Đó chính là Aron Fusion á. Hình dạng kết hợp với Charizard. Hoài hoài hoài. Chỉ là ở một cái vùng sa mạc này thôi mà mình đã sở hữu tới 3 Pokemon mới rồi. Mà em nào cũng ngầu đét hết trơn á. Tích thiệt chứ. Bây giờ biết sao không? Mình phải tìm một cái hội quán các bạn. Chính xác. Kiếm một cái hội quán rồi sau đó chúng ta đi đánh chiếm là hợp lý luôn nè. Đang có đội hình Pokemon quá là ngầu luôn. Ê, ở đây mình thấy có boss nha. Kamurot. Căng căng căng. Boss này căng các bạn ơi. Cấp độ Ultimate lận. Yêu đội hình mình hiện tại thì đang không đồng đều cấp cho lắm á. Hay da. Nhưng mà mình vẫn muốn thử các bạn à. Ok, vô luôn, Rào đành. Mình sẽ cho Rào đành ra trận đầu tiên ha. Đồng thời Dynamax lên cho em. Để xem. Động đất à của Rào đành. Ok. Em làm phát nửa cây máu xong rồi em liệm luôn rồi các bạn. Oh no. Tiếp theo,
Kyure sẽ là thành viên thứ hai mà mình cho ra trận á. Bữa nay dùng bộ ba thời tiết trong cùng một lúc luôn các bạn ơi. Hydro Pump. Wow, chưa dùng hết bộ ba nữa là chúng ta thắng rồi. Còn được Omega Shark nữa. Và với cái Omega Shark này sẽ là tiền đề để sắp tới, để mình tạo ra viên đá Omega hoàn chỉnh và giúp cho Raudon trở về hình dạng nguyên thủy đó. Các bạn có muốn mình cho Raudon về hình dạng nguyên thủy không? Bạn nào muốn thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì tiếp tục cho bộ ba thời tiết vô nè. Hồi nãy là Raudon, Kyure đúng không? Bây giờ tới Rayquaza đi. Ok, cho đồng đều ha. Không thôi Rayquaza phân bị á. Ôi trời, có vẻ là boss kêu đuối chịu không có nổi các bạn ơi. Đưa Agon vô chặn đâu cái. Ừ, nãy giờ Agon Fusion mới về đội chưa cho quẩy nè. Hả? Ôi, gì căng vậy? Ôi no. Ừ, hên quá. Tưởng đâu Agon còn đúng một máu các bạn ơi. Ý, và mình được một cái DNA Splicer nữa. Wow, lại thêm một món đồ về sau rất là hữu ích rồi. Hôm nay tính ra mình hên phết đó các bạn ơi. Cảm giác nhân phẩm của mình ngày càng lên nha. Được đây, được đây. Ủa, còn cái kim tự tháp này sao quen quen ta? Hình như lần trước mình đi ngang mình loot trong này rồi thì phải, đúng không? Tại cái vùng này là cái vùng sa mạc gần nhà đó các bạn. À. Ủa chưa. Ê, liệu rằng, liệu rằng, ui không có, ui không có. Ờ, chỉ có bức tượng thôi. Ờ, và yêu không có cái chết bon nữa hết rồi. Bữa nay mình hết hên rồi các bạn ơi. Ê, nhưng mà nó có cái bản đồ nè. Ô được ta. Ê, nay mình đang hên, mình sẽ cùng những Pokemon đi tìm bản đồ kho báu. Theo như bản đồ chỉ thì có vẻ là mình sẽ đi xéo về hướng này luôn á các bạn ơi. Ok, được đấy. Lên đường cùng với Agon Fusion nào. Thẳng tiến thôi các bạn ơi. Để coi coi biết đâu trong kho báu lại chứa Master Ball, GS Ball hoặc là nhiều cái quả bóng xịn khác. Ê, và còn có làng ở đây nữa ta. Ủa, đây rồi. Ui, có hội quán luôn các bạn ơi. Wow. Nice. Một công đôi chuyện, một công đôi chuyện. Wow wow. Rồi coi coi chủ hội quán này có dòng Dynamax không? Ui có các bạn, hầu hết chủ hội quán đều có dòng Dynamax ha. Mình sẽ chơi phong cách là... À, nhưng mà chủ hội quán mới cấp 25 mà. Ê, được, được. Nhưng mà nói mình cũng phải chào hỏi người ta đàng hoàng các bạn. Ôi trời, trời ơi. Mình coi coi. Ồ, ủa cái hội quán này không có treo cái... cái gì ta? Cái nguy hiệu hội quán ở phía trước rồi. Rồi, đây là hội quán Feather ha. Ok, hội quán Feather. Hội quán Long đó. Long Vũ. Ừ. Thôi, chắc mình lên trên đi. Ừ, đánh nhanh gấp gọn rồi chúng ta đi tìm kho báu nha. Ok, và với hội quán này thì coi mình có nên Raudon thì hơi su cà na một xíu. Thôi, mình sẽ cho Salamence đi. Ừ, Salamence thì sao? Dynamax luôn á. Dùng kỹ năng hệ rồng đi. Wow, Pokemon bướm của chủ hội quán cũng Dynamax lên kìa. Hay à, bảo vệ thành công rồi. Pokemon này dùng cái năng phòng thủ các bạn ơi. Ấy nè. Lần này thì hết phòng thủ nha. Ok. Ui, hình như chủ hội quán này là chuyên sử dụng Pokemon bướm hay sao á. Thêm một em bướm nữa nè. Con đổi. Ui, đổi chuồn chuồn. Nhưng mà chuồn chuồn mới ra đã bị Salamence knock out rồi. Hay lắm. Tiếp theo sẽ cho Agon đi. Đây là dịp để cho những Pokemon mới về đội của mình có dịp chiến đấu đó các bạn. Đây, tấn công một cái. Wow, chiến này là chủ hội quán gặp khó khăn rồi nha. Tiếp tục là Metal Cloud. Ngon luôn. Tiếp tục là Metal Cloud nè. Roof Flash hả? À, thêm một đòn Metal Cloud nữa đi. Xong luôn. Ui, rất là nhanh các bạn ơi. Tại vì chủ hội quán này mới cấp 25 thôi và... Đây nè, mình đã được một cái Zephyr Patch. Một huy hiệu hội quán Zephyr. Huy hiệu này trông cũng khá là ấn tượng ấy chứ. Nhìn tưởng cái quần không các bạn. Nhưng mà thôi, cũ ít lòng nhiều ha. Mình cũng cảm ơn chủ hội quán này vì đã tạo điều kiện cho mình lấy thêm một huy hiệu nữa. Tuyệt vời. Rồi, tạm biệt chủ hội quán nha. Tôi đi tiếp đây, tôi còn tìm kho báu nữa. Lấy bản đồ ra.
và ui, kho báu nó nằm ở hướng này các bạn ơi, suýt nữa mình đi hút rồi. Ê, tính ra kho báu nó kế cái chỗ hội quán luôn á, đã rồi ta. Rồi, và có vẻ là nó sẽ nằm đâu đó ở ngay phía dưới này luôn các bạn ơi, ngay đây. Tiến vài bước nữa là tới cái kho báu rồi đó, ngay đây luôn á. Mình sẽ bắt đầu đào xuống dưới coi thử coi có gì dưới không. Ở đây đây đây, kho báu đây. Và dởm rồi, kho báu dởm rồi. Cho mình một quyển sách nè các bạn. Hey, tưởng đâu có masterball đồ các thứ, chết quớt luôn. Thôi coi như hội quán mà mình tìm được là chiến lợi phẩm đi. Quay quay, slow bro. Boss, cấp độ ultimate luôn à. Căng nhà. Thôi được. Mặc dù hơi căng nhưng mà mình vẫn sẽ cho những Pokemon mới về đội ra trận. Ôi, Roaring Moon có vẻ là độ nổi vài hit đó các bạn ơi. Cố lên em ơi, làm một hơi thở rộng nữa. Ok, cấu rỉa vậy là tốt rồi. Tới lượt Raudan đi. Riêng Raudan thì mình nên Dynamax lên cái á các bạn. Cho nó mạnh, cũng như lại bự hơn nữa. Rồi, chuẩn bị nè, động đất nè. Ui không suy nhê lắm ta. Hơi khoai nha. Ui da, Slowbro thì liên tục gây đam lên Raudan. Thôi xong rồi, chiến này thì Dynamax cũng khó lòng mà gánh nổi rồi. Thôi không sao, mình có tới tận bộ ba thời tiết mà. Mình chỉ mới có dùng một trong ba thôi. Giờ tới lượt Rayquaza nè. Ui da, nhưng mà Slowbro né được rồi. Lần này thì hết né nha. Let's go. Ui, còn giảm sức chiến đấu của Rayquaza nữa. Hey, thôi tới lượt Kyurem đi. Mình sẽ tận dụng đủ bộ ba thời tiết luôn á. Và đấy rồi. Ý, mình lại được thêm một cái Luxurious Orb nữa các bạn ơi. Ôi, vậy là tương lai mình có thể triệu hồi tới tận là 2 Pakia huyền thoại đó nha. Nhưng mà mình chưa có gặp được cái tế đàn nữa. Ồ, thế mới chớ chiều quá chứ. Giờ mà gặp được cái tế đàn thì hết sảy con bà bảy luôn. Vậy là sắp tới công việc đi thám hiểm và săn tìm công trình của mình sẽ vẫn còn dài dài đây. Và mình cũng sẽ ghé làng này coi thử coi có người nào giao nhiệm vụ thêm không. Nhìn sơ qua là có vẻ là không đó các bạn ơi. Còn chị ta có nhà không? Ghé qua hỏi thăm sức khỏe chị ấy đâu coi. Ui, chị ấy có nhà. Wow, ủng hộ công việc cho chị ấy ha. Đó, tạo công ăn chuyện làm cho chị đâu ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ tặng chị cái quả berry. Và không lấy đồ của chị. Ủa, không mượn đồ chị nữa. Trong thôi mang tiếng lắm mà. Giờ mình cũng có điều kiện rồi các bạn chứ. Mình mà giai đoạn đầu là tới công chuyện với mình liền á. Còn bên cửa hàng này thì sao? Mình có thể mua được những cái gì giá trị không? 1.000 đồng một quả thì hơi mắc á. Thôi, để dành tiền trong dịp thích hợp đi. Chứ mình mà xài phung phí nữa, lại phải ghé nhà chị y tá thường xuyên nữa thì kỳ lắm. Vậy là hôm nay Lộc đã chính thức sở hữu được bộ ba thời tiết rồi các bạn ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Và sắp tới Lộc sẽ cố gắng tìm đủ những cái mảnh Omega này để chúng ta tạo thành viên đá hoàn chỉnh và biến Raudan trở về hình dạng nguyên thủy ha. Ngoài ra mình còn có những người bạn mới cũng rất là cool ngầu luôn các bạn ơi. Nào là Noivern, nào là Argon Fusion, rồi còn có Salamence nhưng mà hình dạng bán nguyệt nữa các bạn ạ. Quá là chết luôn á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovroot hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.